hello, xin các bạn và chồng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình nha. Và hôm nay á, thì mình sẽ gọi là chia sẻ với các bạn một cái vấn đề mà trong thời gian qua rất là nhiều bạn hỏi mình và rất là nhiều bạn đã bị những cái shop khác gạt đó. Đó chính là cái vấn đề gọi là các bạn những cái shop khác người ta sẽ bán cho các bạn con chuột hamster, nhưng mà không bán chuột hamster mà bán những cái con chuột khác, ví dụ như là bọ ú hoặc là chuột rắt đồ chẳng hạn đó, dẫn đến là việc là các bạn sẽ không mua đúng như cái con chuột hamster của bạn nuôi đó. Là nhiều khi các bạn xem video của mình chỉ cho các bạn nuôi chuột hamster nhưng mà các bạn mua nhầm cái con bọ ú về, các bạn nuôi thì tất nhiên là nó khác nhau rồi. Con bọ ú thì nó đâu có ăn mấy cái hạt đâu, nó ăn rau củ, nên là cách chăm sóc nó sẽ khác nhau hoàn toàn. Và một điều nữa là có nhiều shop người ta lừa bạn như vậy, nhưng mà cũng có shop thì người ta bán với mức giá gọi là đúng với giá của cái con pet mà người ta bán. Ví dụ như người ta lừa bạn, người ta bán một cái con bọ ú thì người ta bán cỡ khoảng 50 hoặc là 60 ngàn đó, thì cái đó là cũng hợp lý. Nhưng mà có shop, nhiều shop người ta còn gọi là làm ăn không có đàng hoàng hơn nữa các bạn, thì người ta bán cho bạn một con bọ ú đó là đã có lỗi với lại khách hàng rồi, nhưng mà người ta lại bán một cái giá rất là cao nữa. Hôm trước có một bạn họ nói với mình là bạn đó bị một shop đó lừa mua một con bọ ú nhưng mà bán tận 500 ngàn một con đó, trong khi đó giá thị trường một con bọ ú thì theo mình biết là cho khoảng là 50 đến 60 ngàn, 70 ngàn đó là cùng đó. Còn con chuột hamster mà giá cao lắm, dòng Robo Isa gì đó thì cũng 200 mấy ngàn một con thôi. Những con nào mà màu đặc biệt, đột biến gì lắm thì cũng 300 mấy là cùng các bạn. Ở đây thì có cái shop đó người ta bán, người ta lừa bạn đó tới 500 mấy chục ngàn, nhưng mà không phải là con chuột hamster mà là một con bọ bình thường nữa đó. Vì thế á, là những cái video này thì mình sẽ dành cho những bạn nào mà chuẩn bị nuôi hamster nha, chuẩn bị nuôi hamster mà không biết gì về hamster hết đó, hoặc là những bạn nào mà dự định nuôi hamster á mà cũng không biết gì về hamster thì bạn có thể tham khảo qua video này của mình, và tham khảo qua, xem hết video này tham khảo qua để tránh các bạn bị những cái shop khác người ta lừa. Và giờ cái vấn đề mà những cái shop khác người ta lừa các bạn bán những cái con pet khác mà không phải là chuột hamster, trong khi đó các bạn lại shop đó các bạn mua là chủ yếu là các bạn mua chuột hamster và các bạn nuôi, nhưng mà các bạn không biết phân biệt giữa con chuột hamster với lại những cái dòng chuột khác. Thì nếu như mà các bạn hỏi mà mập mờ thì cái chủ shop người ta sẽ chắc chắn sẽ biết là các bạn không có biết gì về hamster rồi, và người ta sẽ gạt các bạn mua cái con pet khác đó. Nếu như mà ở shop người ta không có chuột hamster thì chắc chắn người ta sẽ gạt các bạn mua con bọ ú hoặc là chuột rắt chẳng hạn đó. Rồi, và về cái vấn đề mà những cái shop đó bán gạt các bạn như vậy thì nó sẽ có hai cái nguyên nhân, và hai cái nguyên nhân này thì theo mình nghĩ ra thôi nha các bạn. Thì cái nguyên nhân thứ nhất là cái shop đó người ta cũng không có biết phân biệt giữa chuột hamster đó với những cái con chuột khác, đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là người ta cố ý bán những cái con bọ hoặc là cái con chuột khác cho các bạn. Nhiều khi là shop của ta hết chuột hay là sau đó thì các bạn mập mờ không biết phân biệt với chuột hamster với mấy con chuột khác nữa thì người ta bán đại cho các bạn luôn đó, miễn sao là người ta lấy được tiền là ok đấy. Còn về việc là có phải chuột hamster hay là không thì người ta không quan tâm. Thì những bạn mà bị gạt như thế á là chỉ có một cái nguyên nhân thôi, là trước khi mà các bạn nuôi là các bạn không tìm hiểu về cái con chuột hamster là như là loại chuột nào đó. Các bạn thấy một người nào đó trên mạng người ta nuôi, hoặc là thấy cái bạn hàng xóm, hoặc là thấy anh chị hoặc là người thân gì đó nuôi, các bạn chạy ra shop mua luôn thì các bạn sẽ rất là dễ bị gạt đó. Còn những shop nào mà người ta làm ăn đàng hoàng á thì mình không nói rồi, thì người ta bán, người ta có chuột thì người ta bán, người ta chuột nào người ta bán chuột đó, pet nào người ta bán pet đó, chứ người ta không gọi là lừa gạt bán pet này sang pet kia chẳng hạn đó. Thì á, khi mà các bạn nuôi một cái con pet nào hoặc là đặc biệt là nuôi chuột hamster thì các bạn phải tìm hiểu thật kỹ. Các bạn có thể bỏ ra 1-2 ngày, thậm chí là 1 tuần để mà tìm hiểu về cái con pet mà các bạn chuẩn bị nuôi nha. Thì để tìm hiểu thì rất là dễ, hiện tại thì công nghệ thông tin đồ trên mạng đồ rất là nhiều, trang báo rồi trang cộng đồng hội pet đồ người ta chia sẻ rất là nhiều. Các bạn có thể lên Google và gõ từ hamster thôi đó, hoặc là cách nuôi hamster, hoặc là cách nhận biết hamster đó, rất là nhiều luôn, thì người ta sẽ chỉ cho các bạn đó. Thì các bạn sẽ phân biệt giữa cái con chuột hamster và cái con chuột khác, ví dụ là cái con chuột rắt chẳng hạn, và cái con bọ ú đó. Bọ ú thì nó cũng có nhiều tên nha các bạn, ở ở miền Nam mình người ta gọi là bọ ú, còn ở ngoài miền Bắc đồ hình như ta gọi là chuột lang chẳng hạn, nó rất là nhiều tên luôn. Thì các bạn phải gọi là tìm hiểu thật là kỹ cái con pet mà các bạn muốn nuôi trước khi mà các bạn mua về nha, để tránh bị lừa mua những cái con pet khác rồi về mình nuôi không ưng ý rồi, hoặc là không biết cách chăm sóc nữa đó. Và đa số là những bạn mà mua nhầm như thế á đó, là đa số là cũng về cũng không có biết cách chăm sóc như thế nào đó, và phải chạy qua hỏi Facebook của mình đó, và mình chia sẻ cho các bạn từng ly từng tí luôn. Rồi ngoài ra nữa thì các bạn có thể tìm hiểu ở trên các hội hamster, hoặc là thí dụ như các bạn nuôi sóc thì ở trên Facebook nó rất là nhiều hội nuôi sóc luôn, thì các bạn có thể lên tìm hiểu đó, và có thể lên đó tìm một cái shop nào đó gần gần nhà bạn để mua cho nó gần, để tránh việc là vận chuyển sóc đi xa hoặc là vận chuyển hamster đi xa thì sẽ dẫn đến sốc nhiệt rồi đó. Thì các bạn có thể lên chảnh và mua ở cái shop nào gần, hoặc là shop nào mà gần mà
nhận ship hàng cho các bạn á, thì các bạn có thể mua luôn thì nó sẽ tiện hơn nha. Và qua cái video của ngày hôm nay á, thì mình hy vọng là sẽ không có bạn nào bị những cái shop khác, người ta những cái shop mà mình làm ăn không đàng hoàng người ta gạt các bạn nữa nha. Thì có nhiều bạn á, thí dụ hôm trước có một bạn mua bỏ ú và mua luôn cả vật dụng cho con chuột hamster, thì cái vật dụng của con chuột hamster và cái con bỏ ú là nó sẽ khác nhau hoàn toàn. Như các bạn thí dụ dòng chạy, cái con bò ú thì nó bự hơn cái con chuột hamster khoảng gấp 3 lần nữa các bạn, gấp 3 gấp 4 lần đó. Còn cái đồ chạy của con bò ú thì nó cũng bự hơn rất là nhiều. Còn con chuột hamster thì nó rất là nhỏ các bạn, nó chiều dài của nó khoảng 6 cm thôi đó, cho nên là cái đồ vật dụng cũng như là thức ăn của nó khác nhau hoàn toàn. Con chuột hamster thì nó ăn ngũ cốc các loại hạt, còn con bò ú thì nó sẽ ăn rau củ quả đồ đó. Cách chăm sóc nó sẽ khác nhau hoàn toàn. Vì thế là hy vọng là sau qua cái video này của mình thì các bạn mua hamster hoặc là mua cái con pet nào đó thì các bạn phải tìm hiểu thật kỹ trước khi các bạn mua đó. Các bạn tìm hiểu kỹ thì dẫn đến việc các bạn không mua lầm, và các bạn nuôi cái con pet đó nó sẽ ok hơn, sức khỏe sẽ ok hơn đó, và cái con pet của các bạn nó sẽ sống thọ hơn nha. Còn các bạn không tìm hiểu gì hết thì các bạn về các bạn mập mờ các bạn không biết nuôi như thế nào, thì có thể là khoảng một tuần thôi đó, hoặc là một tháng thôi là cái con pet của bạn nó sẽ chết đó. Thì dẫn đến việc các bạn bỏ tiền, có nhiều khi các bạn nản thì các bạn nghỉ nuôi nữa thì nó cũng uổng công của bạn, đúng không, mất thời gian nữa đấy. Vì thế là mình khuyên các bạn nên nuôi, nên tham khảo và tìm hiểu kỹ về một cái con pet mà các bạn chuẩn bị nuôi trước khi các bạn nuôi nha. Rồi, và hôm nay thì mình chỉ muốn làm một cái video ngắn ngắn như vậy để chia sẻ với các bạn thôi. Và nếu như mà các bạn thấy video này hay hoặc là có lợi ích gì đó cho các bạn thì các bạn có thể like video này cũng như là đăng ký để ủng hộ mình ra nhiều video cho các bạn xem nha. Và đừng quên là góp ý những cái ý tưởng mới để cho mình làm những video mà theo yêu cầu của bạn trong thời gian tới nha. Rồi, xin các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.